Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Mặc dù tỉnh Hưng Yên đã có sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nhưng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 vẫn còn chậm. Tính đến ngày 15 tháng 11, toàn tỉnh giải ngân được 7.750 tỷ đồng, đạt gần 65% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong khi mục tiêu đặt ra là phải giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm nay. Năm 2023, kế hoạch vốn của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 12.000 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn lớn là nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh, quản lý 4.320 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân được 43%. Nguồn vốn ngân sách trung ương giao gần 2.500 tỷ đồng, giải ngân đạt 45%. Nguyên nhân chậm là do đến nay có 31 công trình dự án có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành thủ tục quyết định đầu tư. Một số dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là phải tập trung cho dự án đường vành đai 4, giá cả vật liệu xây dựng còn cao, khối lượng hoàn ứng lớn. Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên chủ trương không tiếp nhận các dự án rời lẻ và chỉ tiếp nhận vào các khu cụm công nghiệp theo định hướng phát triển công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Để khuyến khích các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, tỉnh cũng có nhiều chính sách ưu đãi vượt trội. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Bao gồm các dự án đầu tư mới thuộc một số lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất phần mềm, vật liệu composite, vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm, phát triển công nghệ sinh học, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó là ưu đãi cho dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng trên năm hoặc sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh phân bổ trên 24 tỷ đồng về các đơn vị để hỗ trợ đợt 2 cho các gia đình. Trong đợt 2, toàn tỉnh hỗ trợ 328 hộ xây mới nhà ở với mức 60 triệu đồng trên một hộ và 166 hộ sửa chữa nhà ở với mức 30 triệu đồng trên một hộ. Đến nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã chuyển trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam năm 2023 xây dựng sửa chữa nhà ở. Trong đó, số tiền hỗ trợ xây mới hơn 19 tỷ đồng, sửa chữa là gần 5 tỷ đồng. Số tiền đã chuyển cho các hộ đợt 1 không làm nhà là 420 triệu đồng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện diện tích trồng sầu riêng cả nước ước đạt 110.000 ha, tăng hơn 24% mỗi năm, là tỷ lệ tăng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực hiện nay. Trong đó, vùng Tây Nguyên có diện tích sầu riêng lớn nhất với 51.400 ha, sản lượng 336.400 tấn so với cả nước bằng 46,7% diện tích và gần 40% sản lượng. Đứng thứ hai là vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 33.000 ha, sản lượng 372.000 tấn, so với cả nước bằng 30% diện tích và 43% sản lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo khi chuyển đổi, nông dân cũng phải tìm mối liên kết thu mua mới có thể đạt được lợi nhuận cao. Bởi việc tăng diện tích một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến hậu quả khó lường là cung vượt quá cầu. Nghiêm trọng hơn, nếu diện tích tăng lại nằm trong vùng không phù hợp như nhiễm mặn, phèn, vùng không chủ động được tưới tiêu sẽ gây thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng sầu riêng của Việt Nam. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, đất đá trên mái ta luy sạt lở tràn xuống mặt đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên từ km 35+540 đến km 66+000 lấp rãnh dọc. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 trên địa bàn thành phố có mưa lớn, phần đất sạt lở nằm trên mái ta luy đã ở trạng thái bão hòa, nước tràn xuống gây lấp mặt đường. Tại km 42 730 đến km 42 800, bên phải tuyến, đất đá mái ta luy dương sạt lở dài khoảng 68 mét, đẩy tường chắn dọ đá dịch chuyển ra lề đường. Đất tràn lấp toàn bộ rãnh dọc, lề đường đến mép mặt đường bê tông nhựa. Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 4.750 mét khối. Hiện khu quản lý đường bộ 3 đã chỉ đạo đơn vị
bảo trì đường bộ khẩn trương triển khai nhân lực máy móc thiết bị hót dọn đất đá tại các vị trí sạt lở ta luy dương, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 192 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, diện tích bị thiệt hại do phá rừng trên 14 hectare. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân cấp huyện, đảng ủy, ủy ban nhân dân cấp xã có rừng phải thực hiện nhiệm vụ đi kiểm tra rừng, dự án có rừng ít nhất 2 lần trên tháng để nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc và sớm phát hiện xử lý các vụ vi phạm. Các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng tiếp tục ký giáp danh với các hộ dân sản xuất tiếp giáp với rừng, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, thống kê diện tích đất đủ tiêu chí trồng rừng để xây dựng kế hoạch trồng rừng trên diện tích này, triển khai số hóa file bản đồ những diện tích đất trống, lấn chiếm và phá rừng để chủ rừng, hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương theo dõi kiểm tra theo quy định. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải đua xe đạp các câu lạc bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2023. Gần 90 vận động viên đến từ 6 câu lạc bộ đua xe của Hưng Yên tranh tài ở hai cự ly 18 km và 27 km cho nội dung thi đấu của nam nữ theo các nhóm tuổi. Giải đấu còn góp phần khuyến khích lối sống khỏe mạnh, tăng cường rèn luyện thể dục thể thao thân thiện với môi trường. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất đồng đội nam ở các nội dung đã thuộc về câu lạc bộ xe đạp Phố Hiến và câu lạc bộ xe đạp Bắc Hưng Hải. Nhất đồng đội nữ thuộc về câu lạc bộ xe đạp Bắc Hưng Hải cùng nhiều giải cá nhân cho các tay đua xuất sắc. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại Zimbabwe, dịch tả đang bùng phát mạnh khiến hơn 150 người thiệt mạng và hơn 8.000 người nghi ngờ bị lây nhiễm. Chính phủ Zimbabwe hiện đang áp đặt các hạn chế với việc tụ tập nơi công cộng và bán thực phẩm khi số ca mắc bệnh tả tăng vọt trong tuần. Các ca mắc bệnh đã tăng từ 437 ca lên hơn 1.200 ca, mức tăng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 2. Theo Bộ Y tế Zimbabwe, cho đến nay nước này đã ghi nhận 155 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh tả, trong số khoảng 8.800 trường hợp mắc bệnh. Đợt bùng phát đã gợi lại nỗi sợ hãi từ năm 2008, khi hơn 4.000 người ở quốc gia Nam Phi chết vì bệnh tả. Thành phố Venice của Italy thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm thu phí khách tham quan và giới hạn du khách đến các kênh đào nổi tiếng từ tháng 4 năm 2024. Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 11, chính quyền thành phố Venice cho biết động thái này nhằm mục đích quản lý lưu lượng khách du lịch trong các kỳ nghỉ lễ mùa xuân và một số ngày cuối tuần của mùa hè, khi lượng khách đang ở mức cao nhất. Chương trình sẽ được áp dụng từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ. Thời gian thử nghiệm thu phí kéo dài 29 ngày, bao gồm cả ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến giữa tháng 7 năm 2024. Khách du lịch sẽ phải đặt lịch tham quan trực tuyến với mức phí 5 euro. Sau đó họ sẽ nhận được một mã QR để quét xác nhận tại các lối vào của các khu phố cổ lịch sử của thành phố. Mới tháng 11, nhưng thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã bắt đầu đón Giáng sinh. Mùa lễ hội được đánh dấu bằng sự kiện thắp đèn Giáng sinh ở quảng trường Puerta del Sol với khoảng 12.000 người tham gia. Có khoảng 12 triệu bóng đèn LED đã được bố trí và thắp sáng, đánh dấu sự bắt đầu của mùa Giáng sinh tại thành phố này. Thị trưởng Madrid thực hiện nghi thức bật đèn trang trí Giáng sinh cho thành phố trong những bài ca Giáng sinh. Thành phố này chẳng mấy chốc sau đó đã rực rỡ ánh đèn ấm áp. Các màn bắn pháo hoa lên bầu trời trong đêm càng làm tăng bầu không khí đón Noel tại đây. Theo kế hoạch, Madrid sẽ thắp sáng những dây đèn trang trí có tổng chiều dài khoảng 145 km để lan tỏa không khí ấm áp đến mọi ngõ ngách của thủ đô. Trong khi nhiều người ở Hàn Quốc đang chuẩn bị cho việc nhiệt độ giảm mạnh do thời tiết mùa đông lạnh giá đang đến, thì những người khác đang chuẩn bị cho những con dốc cao khi mùa trượt tuyết đang diễn ra. Một số khu trượt tuyết nổi tiếng của đất nước, hầu hết nằm ở tỉnh Gangwon-do, thường có tuyết, bao gồm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yongpyeong và công viên tuyết Phoenix Pyeongchang đã mở cửa khu trượt tuyết. Khu trượt tuyết Pyeongchang cho biết họ đã vận hành khoảng 100 máy xúc tuyết kể từ đầu tháng này để tạo tuyết nhân tạo. Trong những ngày tiếp theo, các công viên trượt tuyết cũng sẽ lần lượt mở cửa và chào đón những người đam mê trượt tuyết.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.